Hello cả nhà. Tự nhiên cái đi chợ cái thèm bún bò ngan à cả nhà. Tự nhiên cái đi chợ thèm bún bò ngan nên bây giờ mình mua bò, mình nấu một ít mình ăn. Mình mua tai heo rồi đó, mình mua tai heo mình luộc mình làm cái món cho chồng mình nhậu rồi đó. Thế nè. Xong rồi tự nhiên cái thèm bún bò ngan phải đi quằn lại mua bò nữa. Giờ sẵn mình lấy cái nước mình luộc bò mình nấu bún bò này, mình luộc tai heo luôn cho cả nhà cho nó ngon. Mình mua bò vừa có gân vừa có ấy nữa nó mới ăn nó mới ngon nha cả nhà. Nó mới dai dai sực sực nó mới ngon. Rồi không thể thiếu cái gói bún bò nha cả nhà, bún bò Huế. À. Rồi không thể thiếu cái rổ rau sống. Ừ, cái rổ rau sống hấp dẫn không cả nhà. Rồi mình mua cái bún bún bò, nhưng mình mua bún nhỏ nữa cả nhà, hai loại. Cái này mình ăn bún bò, cái này cho cha con nó cuốn tay heo thì mới cha con nó cuốn. Rồi cả nhà hai dĩa bún, một dĩa bún to, một dĩa bún nhỏ. Rồi bây giờ bắt đầu sôi rồi đó cả nhà, là bắt đầu cỡ 10 phút hay 15 phút, 10 phút rồi mình chọt đũa một lần. Cái tay heo mà mình sắm đũa qua mà nó chín rồi là mình gấp ra. Còn nếu mà nó chưa thì thêm 5 phút nữa. Thường thường là mình luộc là 15 phút đó cả nhà. Thay vì nước nó không nó chưa sôi nha, còn nước mà nó sôi rồi bắt đầu mình tính 15 phút nha, còn cái lúc mà nước chưa sôi mình bỏ vô mình luộc là mình không tính nha cả nhà. Rồi cả nhà, tai heo gần chín rồi cả nhà, không thể thiếu rồi cả nhà, không thể thiếu hành phi. Mình phi hành với phi tỏi xong mình đổ cái sốt của bò kho vô cái chảo này cả nhà. Xong rồi mình mới đổ qua cái nồi nước lèo nha cả nhà. Đó mình phi cho nó hơi vàng vàng thôi, nó ngả cái mùi thơm lên. Là mình đổ cái sốt của bún bò Huế này cả nhà vô cái chảo này mình tao là ok gần được rồi đó cả nhà, đừng có để cháy nó không có ngon. Rồi cả nhà thấy hấp dẫn chưa, đó nó mới ra cái màu bún bò Huế. Xong cái ớt sa tế khô bữa mình nói mình mua ướp với cả nhà đó, mình ăn cái mình mút một muỗng cà phê, ăn ai ăn cay thì bỏ nhiều, còn ai không ăn cay là trời ơi nó thơm, trời ơi nó thơm nức mũi nó ngon không nhờ cái này nè cả nhà, chứ không phải bé Thị nấu ngon nha, bé Thị nấu cũng bình thường thôi. Rồi bắt đầu bây giờ mình vớt cái tai heo ra cả nhà. Rồi mình tắt bếp cái nước sốt đây là được rồi đó cả nha. Trời ơi hấp dẫn không? Rồi tai heo đã chín, mình sẽ vớt ra. Bắt đầu mình lấy mình gấp bò ra, mình xắt luôn cái tai heo chín rồi chắc bò nó cũng chín luôn đó cả nha. Rồi đã xong nồi bún bò rồi nghe cả nhà. Giờ bắt đầu mình đi xắt tay heo với mình đi giã mắm nêm cho ông xã mình chấm nhậu, rồi mình nêm nếm theo ý thích cả nhà nữa là xong. Bắt đầu bò này nó hơi nguội nguội mình xắt bò ra nữa là ok nha cả nhà. Rồi mời cả nhà ăn món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày với mình nha. Ok.